Đó, một chút xíu nữa chúng ta thấy nó nhả trắng luôn, trắng trở lại. Đó lý do tại sao chúng ta chỉ dùng một kính thôi có tác dụng là. Hello, xin chào cả nhà ha. Tiếp tục làm video nhá. Mấy bạn hay hỏi thằng hỏi Hòa là hỏi bên hệ thống mắt kính titan là mắt kính đổi màu nào hiện nay tốt nhất ở Việt Nam. Thì thật ra mà nói thì cũng chưa có sản phẩm nào tốt nhất đâu. Bây giờ Hòa sẽ làm một video review nói về cái sản phẩm tốt nhì ở Việt Nam, giúp cho các bạn hiểu rõ thêm về điều này. Nếu các bạn thực sự đang quan tâm đến đôi mắt và đặc biệt quan tâm đến đôi mắt đổi màu thì đây là một cái video đáng xem để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang dùng sản phẩm nào và chúng ta có mong muốn gì. Nếu thực sự các bạn đang có cái nhu cầu về cái mất thời gian phải tìm hiểu thì đây là một cái video giúp cho các bạn hiểu thực sự là cái chúng ta đang vướng phải. Trên thị trường Việt Nam hiện nay thì có nhiều cái dòng đổi màu, tuy nhiên là những cái dòng cao cấp thì đây là một trong những cái dòng mà các bạn xem một lần là biết luôn và mãi mãi sau này chúng ta dùng vẫn hiểu. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều bạn chưa hiểu được cái dòng sản phẩm nào là tốt nhất hiện nay. Thì Hòa sẽ nói luôn là chưa có dòng sản phẩm nào tốt nhất và chỉ có dòng sản phẩm tốt nhì. Hiện nay Hòa đang cầm trên tay là một cái dòng sản phẩm tốt nhì và mới xuất kho chuyển về hệ thống mắt kính titan. Chưa có làm, tuy nhiên là cũng khui bao bì và hỗ trợ cho các bạn hiểu rõ thêm về điều này. Rồi chúng ta xem chi tiết coi cái dòng sản phẩm đứng nhì này là gì và tại sao lại rất là nhiều người quan tâm. Đó là lý do tại vì mọi người đều có một cái chung là quan tâm đến đôi mắt, vì đôi mắt nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ xem một ngày nào đó chúng ta chỉ còn một mắt hoặc chúng ta sẽ không còn mắt nào thì sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ nói sâu về dụng sản phẩm này. Nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ đôi mắt nó có một cái gì đó đặc biệt thì đây là một cái lý do hôm nay làm video này. Rồi chúng ta thấy không, trên tay Hòa đang cầm một cặp sản phẩm. Đó, một cặp sản phẩm cùng với thẻ bảo hành và khăn. Đấy, nếu ai đã dùng rồi chúng ta nhìn qua chúng ta sẽ biết đây là dòng sản phẩm gì, đúng không ạ? Rồi, dry rồi. Dry rồi trong kính an toàn và sắc nét. Thẻ bảo hành, trong này là thẻ bảo hành của sản phẩm. Chúng ta sẽ thấy được trong này nó có cái gì. Một cái khăn lau một lần. Thẻ bảo hành của sản phẩm. Tên Transition Gen 2 này, Gen 8. Rồi, thiếu hướng dẫn. Cái này thì rất là dễ, không có gì hết. Rồi bảo bạn, khăn lau rất mềm, rất dịu. Đó. Rồi, cái bên đây là cái gì? Nhân vật chính của chúng ta đây. Đấy, còn nguyên luôn, chưa khui, chưa gì hết. Đó, y quên như thế này. Rồi, tại sao nó lại có cái tên này? Đây là một trong cái tên thương mại là Transition Gen 8. Rồi, mã số là 02413179957. Rồi chúng ta có thể quét cái mã này chúng ta biết dòng sản phẩm này ha. Rồi cái này là phi 70 là một trong những phi khá là lớn, chúng ta làm được nhiều cái góc kính. Rồi số độ cận là trừ 1 độ 25, đây là cận 1 độ 25, loạn là 0.75, cái nào này là cận loạn. Rồi 1.50 gen 8 ray là một sản phẩm được mang cái dòng màu khói. Rồi sản phẩm của Estella, chúng ta thấy rằng sản phẩm Estella đây đúng rồi, đây đấy. Bên đêm hay là trong nhà thì chúng ta sẽ thấy màu trắng này, ra ngoài nắng có tiêu UV tự động sạc ra màu đen. Đây là một lý do tại sao phổ biến một cái là màu đen luôn đó. Rồi bên này chúng ta sẽ có các tính năng này, sản phẩm đơn trong 150 Ryro Transition Gen 8. Rồi mô tả trong kính cận viễn loạn, tính năng đổi màu ngăn ánh sáng xanh, đặc biệt là dòng đổi màu này có ánh sáng xanh nhưng nó khác với hoàn toàn những cái dòng đổi màu thông thường mà chúng ta đã dùng nên nó được xếp là thứ hai tốt nhất Việt Nam. Rồi với lớp phủ là ISPF 35, đây là một trong những chưa có đơn vị nào có cái lớp phủ này. Đó là một lý do là chưa có sản phẩm tốt nhất mà nó chỉ là đứng thứ hai. Điều chỉnh tật khúc xạ, chống chói, hạn chế chảy xước, hạn chế bám bụi và ít bám vân tay. Sản xuất tại là Exxon Internal, cái này của phân phối tại Exxon Việt Nam, đúng không? Giá bán lẻ nó không hề nhẹ tí nào. Đây giá bán lẻ là có số trên này luôn, chi tiết đây 3.338.000. Wow, số 38 rất là đẹp nha, 3.338.000. Rồi cái này là tiếng Pháp, mời các bạn đọc, mình chưa biết tiếng Pháp. Rồi bên này thì cũng thế, không có gì khác, chỉ khác mỗi là số độ thôi. Đây là độ cận 1.75 và loạn 1 độ. Rồi xong, chúng ta chỉ xem thông tin qua bao bì như đấy và bây giờ chúng ta chính thức là xem cái đột nó là gì. Rồi khui luôn nha, đây là sản phẩm đã đặt rồi, đã làm chuẩn bị làm cho khách, mình khui luôn, khui luôn cho các bạn coi. Đây là may mắn lắm thì mình có video mình coi như thế này. Cảm ơn bạn đã đặt sản phẩm này nên là chúng ta cùng có dòng sản phẩm đó xem. Rồi chúng ta xem ở trong này không bình thường, không có gì hết. Đấy,
nè, sản phẩm này trong veo luôn. Đây là cái miếng lót chúng ta gỡ ra thôi. Đấy, wow, đây rất trong ha. Cái này đang ở trong nhà nên chúng ta thấy được đó, nó trong veo. Trên bề mặt có phủ ánh xanh nên là thấy màu xanh tím, hay gần gọi là một số bạn gọi là xanh ngọc đó, đúng rồi đó. Rất là trong ha. Wow, cứng lắm, rất cứng luôn. Rồi bên đêm hoặc là trong nhà chúng ta thấy trong như này, chúng ta thấy đâu có màu biết gì đó. Bây giờ chúng ta test nè, làm sao để biết rằng đổi màu hay không đổi màu. Rồi chúng ta sẽ di chuyển, rồi di chuyển vào cái máy cho đây. Đấy, cho chạy đi. Rồi chúng ta chạy bao nhiêu, 20 giây đi, 20 giây để test coi khả năng nó lên màu như thế nào và nó phù hợp chúng ta cần thiết hay không. Thì chúng ta dùng cũng phải biết nó có tác dụng như nào, màu nó bao nhiêu phần trăm, hoặc là nhìn nó đẹp như thế nào thì chúng ta hiểu, chúng ta mới có khả năng. Cô đã, wow. Rồi chúng ta thấy không, sau 20 giây, wow, quá đen luôn. Đó, đen cỡ này luôn này, nó tự động sẵn luôn, cứ ra nắng là nó có UV tự nhiên biến thành màu đen. Rồi chúng ta thấy mới ra ngoài khoảng 15 giây nó đang nhả ra đó, nhả ra dần. Đó, một chút xíu nữa chúng ta thấy nó nhả trắng luôn, trắng trở lại. Đó lý do tại sao chúng ta chỉ dùng một kính thôi có tác dụng là hô biến cái da màu đen và hô biến ra màu trắng. Rất là nhiều các anh chị thích những cái dòng sản phẩm đổi màu, tuy nhiên là chúng ta có nhiều lựa chọn. Thì hôm nay sẽ nói về dòng đổi màu của Pháp, hiện nay nó được đánh giá là rất là cao nên giá cả nó cũng khá là cao, chỉ phù hợp với một số anh chị đã dùng rồi hoặc chúng ta mong muốn có điều gì đó cho đôi mắt chúng ta thì chúng ta tham khảo những cái sản phẩm như thế này. Thật ra những cái sản phẩm như thế này nó chưa phải là phổ biến ở trên thị trường. Rồi chúng ta thấy rồi, chút xíu nó sẽ nhả trắng luôn. Đó, bây giờ chúng ta thấy nó chuẩn bị vài giây cuối cùng nó ra màu trắng. Đấy, rất dai ha, cái này rất là dai và cứng nên cái khả năng ra chống chọi với bạn mới này, bám bụi mới chảy xước và ít tăng độ, và đặc biệt nó hạn chế bị bể. Rồi các bạn ơi, như vậy là sẽ làm đúng theo yêu cầu. Một số các bạn đã hỏi là dòng đổi màu nào tốt nhất hiện nay, thì hiện nay là những cái sản phẩm như này nó được đánh giá khá là cao trên thị trường Việt Nam nên chúng ta có thể tham khảo để chúng ta biết. Thực ra những sản phẩm này là thực tế đã chuẩn bị làm rồi nên giúp cho các bạn hiểu rõ thêm. Đây là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều các bạn được đặt ra thì giúp cho các bạn hiểu rõ thêm. Mong rằng những cái video như này các bạn chia sẻ những video này giúp cho người khác hiểu, và những cái video tiếp theo có những sản phẩm đặc biệt hơn, hoặc những sản phẩm mới lạ hơn thì sẵn sàng có video mới. Nếu các bạn thật sự quan tâm đến đôi mắt thì đây là một kênh giúp cho các bạn hiểu rõ thêm. Chúng ta chỉ cần subscribe vào kênh, bấm vào chuông, hoàn toàn có video mới giúp các bạn hiểu thêm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.